Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả cả nhà. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 2020. Hôm nay á, lý do Lộc đi ra ngoài đây á, là có người anh nhà ảnh bị cái máy ngoài sau đó nó bị lâu ngày cái nóc nó bị lỏng cái ốc hay là rớt ốc gì đó mình không biết, nhưng mà nó bị kêu, nó kêu như nè, nó kêu lạch cạch á. Ở nhà ảnh có con nhỏ nên mà ngủ không có được, nên kêu mình qua mình sửa giùm, tại vì giờ khó kiếm được handyman lắm. Thì sẵn nhà không có làm gì thôi, qua giúp ảnh. Ngoài sau là cái thang đem theo với cái vỏ màu vàng là mấy cái dụng cụ tool khoan này nè, để mình qua để mình coi sẵn, mình coi tình hình của ngày hôm nay luôn nha. Work from home, stay at home nhiều quá, nhiều ngày quá nên bà con cũng bắt đầu từ từ đi ra ngoài để hít thở không khí rồi. Hôm nay thấy xe cũng tương đối là nhiều hơn mọi bữa. Khu này là đường trong local á, đường trong nội bộ nên xe không có chạy nhiều, chủ yếu là khu của dân cư nên xe nó chạy ít lắm. Ok, giờ sắp tới nhà này rồi, để mình vô mình coi làm sao ha. Cái này nó bị gió. Gió thổi, bây giờ mình phải gia cố nó lại bằng cái con ốc. Giờ không có kiếm được handyman, không có kiếm được thợ sửa, bây giờ mình qua mình giúp cho ông anh ha. Giờ mình tắt máy để mình leo lên mình làm. Hiện thời Lộc đang đứng ở trên góc nhà. Bây giờ mình gia cố lại cái này. Cái này lâu ngày nắng mưa rồi nó bị ốc bị lở hay là cái gì đó. 50 năm á mình phải gia cố lại. Ok nè. Khẩu trang, bao tay, đồ nghề đầy đủ. Ở ngoài sau là đường phố trước hay cái sân vườn này. Cái thang này cũng tiện dụng quý vị. Như chỗ không người ha. Tại của mình thôi. Giờ này con ảnh đang ngủ trưa, không phải lo. Ok, mình đem đồ ra xe, coi như hoàn thành xong. Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì lại phải ở nhà. Nãy giờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nè. Trời ơi, giống như là con chim đang bị nhốt ở lồng son. Để đi khám phá coi hai cha con đang làm cái gì nha. Ủa? Đang làm cái gì vậy? Đang cái chùi cái lỗ tai của nó, chùi lỗ tai của Linh. Trời ơi, sung sướng quá vậy. Ừ. Ủa anh làm bằng gì vậy? Cái này là cái cây móc lỗ tai, giống như cái lỗ tai thông thường của mọi người thôi. Thì nó có những cái đầu như vậy, mình có thể mình thay được. Đây, chẳng hạn đây lấy cho. Nè, thấy không? Nó có đủ thứ đầu hết á, để mình thay, để mình móc lỗ tai. Nhưng mà đặc biệt, cái này á, chính là cái camera luôn. Có nghĩa là con mắt mình á, hồi nhỏ đó, mình thấy thông thường lắm. Thấy thường lắm, bây giờ thì mình không có thấy rõ như vậy được. Thì mình không thấy được bên cái trong camera đó. Rồi sao? Chiếu qua cái iPad của mình. Đâu? Quý vị thấy không? Đây là cái camera nè, cái bàn tay của mình đẩy vô nè, thấy không? Đó, thấy không? Đó. Thì mình nhìn đây mình dễ thấy được cái ấy trong lỗ tai để mình dễ dàng mình thấy nó ra. Thấy dân tai bao lên, thấy không? Đó. Dạ. Yeah. Look at this. Hôm bữa ba bị cái đinh đâm vô đó, nhớ không?
chưa lấy ra nữa hả? À, nhưng mà bây giờ hết đau rồi. Bị sốc dầm hay là bị đâm? Bị đâm hôm bữa làm cái cửa đó, cái bị con ốc nó có đinh á. Đinh nó có này lại cái lỗ tai của Linh. Lỗ tai của Linh kìa. Oh my god. Thấy không? Thấy không quý vị thấy không? Đi nhìn nè, đó, ghê không? Ok, mình đi chùi nha. Ok. Not nice to birthday hả? Ngày mai mới birthday mà bữa nay enjoy quá. Bữa nay enjoy quá, được ba móc lỗ tai kìa. Trời ơi. Quý vị mà có con nhỏ đó, quý vị nên mua một cái này để mà mình móc lỗ tai cho nó an toàn. Chứ là mình biết chỗ nào nó có cái dơ để mà mình làm. Linh con thích không? Dạ con thích. Ừ, ok, trời ơi. Ồ, dễ thấy quá ha. Cái này giống như là bác sĩ mà mổ nội soi vậy đó. Bác sĩ mổ nội soi. Mà cái này cũng không được, không có mắc đâu nha quý vị. Cũng rẻ lắm. Quý vị lên Amazon á, quý vị coi thử. Nếu mà quý vị thích. Ngày mai á là sinh nhật của bé Gia Linh nha. Bé Gia Linh đâu? Yeah. Đây, bé Gia Linh đây. Mai con mấy tuổi nè? Nói tiếng Việt nha. Ngày mai là con được mấy tuổi? Tomorrow con mấy tuổi? 8. 8 tuổi. Muốn nhớ số 8 phải đếm từ số 1 mà. Đếm. Hôm nay quên vậy hả? Dạ con chào ông bà con chú. Ngày mai sinh nhật 8 tuổi cho con. Con lớn rồi nha. 8 tuổi nha. Từ 5 tuổi là biết phụ mẹ trải giường đúng không? Ngày nào Gia Linh cũng trải giường cho mẹ. Rồi 8 tuổi con làm được gì? Nấu cơm, giặt đồ, đi chợ nấu ăn, ok. Đang gồng, đang gồng mình. Wow, it's too big, lớn ghê. 8 tuổi con làm được gì, con nói mẹ nghe coi. Làm đồ ăn. Làm đồ ăn hả, con làm gì? Bà ngoại chỉ con. Bà ngoại chỉ con làm cái gì ta? Trứng. Làm trứng hả? Làm cho ai ăn? Cho con, mẹ, bà. Bà nữa hả, rồi ai nữa? Ông bà ngoại. Ok, thôi giờ ba làm lẹ đi nha. Rồi, ok. Sao, xong rồi hả? Ba làm cái lỗ tai đã không? Nó đau. Nó đau hả? Một xíu thôi. Một xíu thôi hả? Ngứa gãi. Ngứa gãi hả? Là đã ngứa đâu phải không? Con đang ngứa, con kêu ba làm cho con hả? Ok. Ok, giờ ngồi đi nghe mẹ nói tình hình bệnh của ngày hôm nay. Hôm nay thì ca bệnh của Mỹ là 240.593 ca. Số người chết là 5.810 người. Và người chữa bệnh được là 10.400 người. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều thưa quý vị. Rồi, vậy là hôm nay là cái số lượng tăng, nhiều quá. Tăng quá trời luôn. 28.600 ca từ hồi hôm qua mà Hồng Loan thông báo với quý vị cho đến bây giờ. Tăng 28.600. Nhưng mà cũng điều mà mình mừng nè là số lượng người chết đó là tăng cỡ 600. Nhưng mà người recover đó, người khỏe lại thì tăng được cỡ 1.600. Để lên đây ngồi. Đây có chỗ ngồi nè. Sao đẹp nè. Lý tưởng ha. Có background là đẹp quá ha. Background giống như là bức tranh vậy ha. Quý vị có biết không, ngày hôm qua đó là chiếc máy bay mà chở hàng viện trợ cho Mỹ từ bên Nga đã đáp xuống Mỹ. Thì ở trong đó là có rất là nhiều những cái dụng cụ y tế mà ở bệnh viện đang, ở tất cả các bệnh viện của Mỹ đang cần đó quý vị. Một cái điều chúng ta thấy lạ là từ đó giờ là Mỹ là viện trợ cho những nước khác không, nhưng mà bây giờ đã đến lúc những nước khác cùng chung tay để mà giúp cho Mỹ trong cái hoàn cảnh khó khăn này, thì đó cũng là điều đương nhiên thôi, phải không quý vị? Hồng Loan báo cho quý vị một cái tin mừng á, nghiên cứu được á, là trên cơ thể của những người bệnh COVID mà đã được chữa khỏi thì họ có 99.9% có cái kháng thể và miễn nhiễm chống lại cái con virus COVID, con virus Vũ Hán này.
một điều rất là mừng phải không quý tinh vị? Mừng, tinh dạ, mừng. Như vậy thì những cái bệnh nhân mà đã được chữa khỏi thì họ sẽ cho cái huyết tương đó, rồi từ đó họ sẽ chế tạo ra được cái kháng thể đó. Và khi mà có được cái kháng thể đó rồi đó thì chúng ta không còn sợ nó nữa. Là mọi người sẽ được đi tiêm chủng ngừa cái đó thì không còn bị lây lan, mình sẽ không bị lây bệnh nữa thưa quý vị. Một cái tin mừng, rất là mừng cho ngày hôm nay. Và một cái tin nữa. Tin gì? Là một tin của ông thị trưởng Los Angeles mình á. À. Ông nói là quý vị hãy mang những cái khẩu trang tự may đi ra những nơi công cộng. À. Có nghĩa là khi mình ra đường mình nên mang khẩu trang. Lúc trước á, thì người ta chỉ nói là chỉ mang khẩu trang nếu mình cảm thấy mình bị bệnh để tránh để lây nhiễm cho người khác. Nhưng mà bây giờ đó không cần bị bệnh, cứ phải mang được khẩu trang ra ngoài đường. Điều cứ ra là đường đúng. Là phải đeo khẩu trang. Nhưng mà may khẩu trang tự may của mình thì hoặc là bạn bè, những người thân của mình may thì mình không có dành những cái khẩu trang của bệnh viện, của y tế, phải không quý vị? Ngoài ra đó là mình còn nguyên góp, rồi tất cả mọi người còn nguyên góp thêm vô cho bệnh viện nữa. À, giống như là cái hãng mà chuyên làm ghế spa mà của Neo đó, cái hãng Well Spa, họ đã hỗ trợ cho y tế của Mỹ một số lượng khẩu trang rất là lớn, mà đài ABC cũng có nói tới luôn nha quý vị. Một cái điều rất hãnh diện nữa cho người Việt Nam của mình. Thì mình có nhiều thì mình giúp nhiều, có ít mình giúp ít. Thì Lộc có một số người bạn trên Facebook á, mà bạn ở ngoài luôn, cũng đã quyên góp những cái số giải để mà may khẩu trang, và họ đã đến những cái cửa tiệm để mà may công nghệ đó. À. Để ra hàng loạt hàng ngàn cái đó, họ đặt họ làm. Thì đây là những một cái hình ảnh tiêu biểu thôi. Thì là chẳng hạn như anh Định Mai, Mai Định, thì anh cũng là một cái người trong giới nghệ sĩ, nhưng mà anh cũng có tấm lòng rất là hay và đã giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam và Mỹ rất là nhiều. Như là cô MC Ngọc Hân nè, thì cũng nhận những cái khẩu trang của những người cộng đồng Việt mà xung quanh đây quyên góp, rồi Ngọc Hân đem tới tận cho bệnh viện Orange County hay là rất là nhiều bệnh viện ở xung quanh cái khu vực Orange County của mình nữa. À, những tấm lòng tốt gửi đến cho y tế của Mỹ trong lúc này một điều rất là đáng quý. Hồng Lan xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay để mà giúp cho y tế của Mỹ càng ngày càng an toàn hơn. À, và trong những cái lúc mà chúng ta phải cách ly ở nhà như vậy đó, thì tất cả những cái công ty cũng như là trường học đó, thường hay sử dụng cái phần mềm Zoom. Zoom. Zoom để mà khi mà mình họp, ngay cả Hồng Loan họp với lại công ty thì cũng sử dụng cái phần mềm đó. Như bé Gia Linh á, bé Gia Linh học ở trường thì hiện giờ trường cũng sử dụng cái phần mềm đó mỗi khi mà cô giáo cần tập trung hết tất cả học sinh để mà học chung với nhau. Thì người ta nói là cái phần mềm đó thì chúng ta chỉ nên họp và nói những cái điều rất là đơn giản thôi. Những cái điều mà với cái tính cách mà riêng tư hoặc là quá quan trọng, cái tầm quan trọng nó cao thì chúng ta không nên dùng cái phần mềm đó. Tại vì phần mềm đó họ chế tạo ra chỉ để là sử dụng thông thường, chứ nó rất là dễ bị hacker vào trong đó. Hồi lúc trước đó là có những người mà khi mà lên mà nói chuyện như vậy đó, mà nhiều khi mình ở trong phòng mình ăn mặc không có kín đáo thì cũng bị người ta quay lén những cái hình ảnh đó. Cho nên khuyến cáo mình là nếu sử dụng những cái đó thì chỉ sử dụng những cái buổi thông thường, ví dụ học sinh thì được, không sao hết. Còn ngoài ra đó thì chúng ta nên tìm một cái phương án khác để mà họp thì nó sẽ tốt hơn cho cái công ty của mình, nhất là những cái công ty, những cái hoạt động trong nhà nước, những cái tầm quan trọng nó cao quá thưa quý vị. Rồi nãy anh qua nhà bến anh sửa được không? Được. Không được, có gặp ai được. Có bắt tay ai, có làm gì không? Giống như nhà mình vậy đó. Quy định rõ ràng hả? Coi như là chuyện anh ấy làm á. Anh ấy làm không được bước ra luôn nha, không được chào hỏi nha. Kệ đi. Chị về cho nó an toàn. Mình anh leo lên nóc nhà là anh tự đóng, tự làm là xong, đóng cửa lên đi về. Như lại trong nhà có em bé nhỏ đó, mình cũng không nên tiếp xúc, mình cũng nên vô nhà. Đúng rồi. Với lại khi mà ra đường mới thấy chỉ có những cái nghề mà không bị bao giờ bị thất nghiệp hết. Nghề bác sĩ với lại nghề cảnh sát là mình không nói rồi, những cái nghề đó quá cao cả rồi. Mình chỉ nói cái hai nghề đây đơn giản nè, là cái nghề mà bỏ thư.
không bao giờ bị thất nghiệp gì. Dù như quý vị mà bị bão tố hay là thiên tai gì đó, thư vẫn phải tới. À, cái nghề thứ hai nữa đó là cái nghề đổ rác, không bị thất nghiệp. Dù mình ở nhà đi, người ta vẫn đi ra ngoài đường, người ta hốt rác à. Đúng rồi. Rồi nghề Đó, cắt cỏ nữa. cái cắt cỏ đó. Mấy ông cắt cỏ vẫn phải làm việc chứ, mà không làm việc được trời ơi, nghỉ hết mùa dịch chắc cũng cỏ cao tới đầu mình luôn Chắc sau mùa dịch này phải suy nghĩ để làm cắt cỏ hay gì quá. á. Đi làm cắt cỏ rồi không bị thất nghiệp chứ. Anh mà làm cho rồi mấy người cắt cỏ người ta thất nghiệp hết, tội nghiệp người ta anh. Hồng Loan có một cái suy nghĩ này nè. Cái khi mà mình phát hiện, mà khi mà những cái người mà bị bệnh nhiễm virus này á, là khứu giác nè, vị giác nè, là sẽ bị mất. Phần lớn là sẽ bị mất. Cho nên á, mỗi ngày ở nhà đó mình phải nấu là mắm kho nè, cá kho, thịt kho nè, nước mắm kho quẹt nè, những cái món mà coi như là cái mùi mà nó bốc dữ dội, còn mấy lấy khô đồ ra chiên lên rồi xong đưa lỗ mũi vô hít coi có nghe mùi hay là không, rồi phải lấy nếm ăn thử coi có nếm được cái mùi và cái vị của nó hay không. Thì đó là cũng là quý vị đã được cỡ 60-70% là mình biết mình có bị nhiễm COVID hay không. Hồng Loan nói giỡn thôi, nhưng mà ở bên Anh nha quý vị, là họ áp dụng cái này thật đó. Họ lấy trái sầu riêng á, họ thử, thì những cái người bệnh nhân mà bị bệnh đó đó là 60-70% là không ngửi được mùi sầu riêng. Ở bên nước ngoài á, thì ít có ai biết ăn sầu riêng lắm. Dân châu Á mình, dân Việt Nam mình thì ăn sầu riêng rất là nhiều. Nên nước ngoài mà nó nghe mùi sầu riêng nên nó có tưởng nó mùi giống như cống hay là ống ga Gas bị nữa cơ. gas nó bị xì vậy đó, hoặc là toilet. Thì đó, bởi vì nó nghe mùi đó nó bỏ chạy liền à. Đưa cái mùi đó là nó phát hiện Phát hiện liền, cho liền nên nó đó nặng là mùi đó. đối với nó là dễ nhất để mà phân biệt á. Và thời gian gần đây người ta cũng nghiên cứu, quý vị nghiên cứu trong cái bệnh viện mà có những cái bệnh nhân bị COVID-19 nằm đó, thì ở trong bệnh viện những cái vật dụng ở trong đó đó là người ta xét nghiệm là nó có con virus nó nằm lảng vảng ở đó. Ngoài ra ở cái hành lang của bệnh viện người ta chỉ lấy một cái mẫu không khí và người ta thử thì cũng có con virus COVID luôn đó. Sống khắp nơi hả? Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận, mình đừng nghĩ là nó bay ra một cái là nó mất. Trước đây là họ nghiên cứu họ nói là chỉ vài giây gì đó nó bay ra nó mất, nhưng mà không, bây giờ người ta nghiên cứu được là nó tồn tại trong không khí nhưng mà chưa biết là bao lâu, nhưng mà họ đã phát hiện ra được cái điều đó. Cho nên tuyệt đối không đi đâu hết, ngoại trừ có công việc khẩn cấp mình hãy đi. Và nước Mỹ mình á, cũng nói rằng trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 cho tới ngày 7 tháng 4 là những cái ngày mà nó sẽ phát tán bệnh kinh khủng nhất, là bởi vì đếm cách trước đó 2 tuần thì rất là nhiều cái khu bắt đầu, những thành phố, những tiểu bang bắt đầu đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Thì trong cái thời hạn này là cái giai đoạn cuối mà tất cả những người bị bệnh thì họ sẽ phát bệnh. Và khi đó mà họ, có nghĩa là họ phát bệnh trong cơ thể họ thôi. Họ phát bệnh trong cơ thể chứ họ chưa phát bệnh là chưa nhận thấy bệnh. Họ vẫn chưa biết họ bệnh. Và trong thời gian này mà họ đi ra ngoài là lúc đó là con virus nó hoạt động mạnh nhất, nó dễ phát tán nhất. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận khi đi ra ngoài đường trong cái thời gian từ ngày 1 tới ngày 7 nha quý vị. Và họ nói thì sau cái ngày 7, những cái người bệnh nhân đó họ mới bắt đầu phát bệnh. Thì nhân đây Hồng Loan cũng thông báo rồi cho quý vị biết là ông diễn viên mà Andrew Jack mà đóng bộ phim Star Wars đó. Ông nổi tiếng á. Và ông cũng là một người nghệ sĩ chuyên lồng tiếng cho rất là nhiều bộ phim, bởi vì ông có cái giọng nói rất là hay. Thì ông đã từ trần ngày hôm qua, ngày 1 tháng 4, ở một bệnh viện ở Anh vì cái bệnh COVID-19. Ông cũng lớn tuổi rồi, ông 70 mấy tuổi rồi. Mà một cái điều cũng rất là buồn là khi mà ông bệnh như vậy đó, thì vợ của ông á, cũng đang bị cách ly ở bên Úc, là cũng liên quan đến COVID-19 luôn. Đó. Rồi ngoài ra đó thì thêm một cái mất mát nữa là cái anh ca sĩ Adam Schlesinger,
anh sinh năm 67 là mới có 52 tuổi. 52 tuổi. Đó. Thì anh đã nhập viện một tuần và ngày hôm qua đã tuyên bố là tử vong vì bệnh COVID-19. Thấy không quý vị, thấy không? Cái tuổi đó là cũng là cái tuổi khỏe. Cái tuổi bốn mấy năm mươi bây giờ người ta vẫn là nói là trẻ, vẫn khỏe thôi. Đi. Nhưng mà nhập viện tuần lễ là mất rồi. Bởi vì con virus này nó không chừa một ai hết. Nơi mình cẩn thận là trên hết. Dạ. Yeah. Vì mà ngày hôm qua Hồng Loan coi một cái clip mà Hồng Loan tức, dễ sợ luôn. Một cái người con gái, người Hoa, cố sống ở Mỹ, cố đi hết tất cả. Cái lúc cái thời điểm mà coi như là ở bên Trung Quốc là bệnh nặng rồi đó, nhưng mà bên Mỹ mình thì chưa, là bắt đầu nó đi thu gom. Nó đi thì thu gom, nó mua khẩu trang, nó mua bao tay, nó mua những cái dụng cụ mà để mà tránh đó. Nó mua hết khẩu trang, nó đi chợ nào nó thấy là nó gom, nó mua hết. Nó mua xong rồi nó đi ra, nó cười, nó nói một cách sung sướng là cho tụi bay bệnh, cho tụi bay biết. Quý vị thấy, dạ, quý vị xem cái clip này là quý vị sẽ thấy. Cổ nói đó là cổ nhà cổ cách xa cái chỗ này một tiếng mấy đồng hồ, nhưng mà không sao, cổ cứ đi. Cổ đi để mà cổ mua được những cái khẩu trang này, cổ gom lại cho riêng cổ thôi, không dành cho những người Mỹ. Trong khi Lộc có coi cái video, cái clip này, trong khi chồng cổ là người Mỹ, chồng cổ đó là một người Mỹ, mà cổ lại nói những cái lời này ra, không hiểu lý do tại sao. Mình đang sống ở Mỹ, mình phải đùm bọc thương yêu với nhau chứ sao mà ích kỷ vậy. Đó cũng là một trong lý do vì sao mà người ta kỳ thị, người ta ghét người châu Á mình trong thời điểm này. Quý vị hãy xem cái clip rồi quý vị sẽ thấy. Mình ngồi nghĩ cứ thương cho những người bác sĩ, y tá. Là có một số người bạn y tá ở bên New York, họ làm tình nguyện viên qua bển rồi, coi như ở bển luôn, không có về đây. Nhưng mà họ trước khi đi thì họ không nghĩ gì nhiều, nhưng mà khi qua tới bển thì họ thấy cảnh tượng quá là hải hùng đi. Xong bây giờ họ mỗi người đều phải viết một cái tờ di chúc. Mình nghe được vậy mình cảm thấy nó giống như là cận kề với một cái chết. Mình thì mà khi mà chấp nhận ra đi như vậy rồi thì không biết là có ngày quay về không. Một cái sự hy sinh rất là cao cả. Còn có người đó thì nói là một người em của một người bạn thì nói là chị ơi, em đã mua bảo hiểm rồi, có cái gì á chị nhẹ lo gia đình thôi. Nghe ngào vậy không? Đúng rồi. Đó là người bạn của Hồng Loan đó, thì có đứa em nó làm y tá, coi như là y tá trong phòng đặc biệt đó. Và nó gọi về nó nói với là chị là dương tính hết. Tất cả những cái bệnh nhân nào mà nhập viện, mà cảm sốt hay gì mà nhập viện vô là tất cả là dương tính hết. Bệnh viện Orange Coast rất là gần chúng ta, cho nên quý vị phải rất là cẩn thận. Đọc cái tin mà của thằng em trai nó viết cho người chị á, thấy thương dễ sợ luôn. Nói chị có gì thì chị lo, chị lấy cái số tiền đó chị lo cho gia đình, lo cho ba má giùm cho em, thì em sẽ không làm tròn được bổn phận của người con nữa. Hồng Loan á, phải nói là bây giờ là phải gọi những người bác sĩ, y tá, cảnh sát là super hero. Mình sẽ mang ơn những cái người đó rất là nhiều. Những cái anh chị, những quý vị biết là ở New York, thành phố New York bây giờ là đã là 1.600 police đã bị nhiễm COVID rồi. Thôi, bây giờ là ai cũng nói chuyện buồn, người ta buồn rồi mình lên mình phải nói chuyện cho người ta thấy nó khả quan chút đó. Nhưng mà quý vị thấy Hồng Loan nãy thông báo tin vui đó quý vị, là mình sẽ có cái kháng thể trong vòng một tháng, trong vòng tháng 4 này
chắc chắn một điều là người ta sẽ cố gắng làm thật nhanh, ra thật nhanh để mà cứu giúp cho nhân loại. Thưa quý vị, mình yên tâm nha. Điều quan trọng nhất là bây giờ mình ở nhà thôi để mà đừng lây bệnh nữa. Những người y tá, bác sĩ, cảnh sát họ phải đi làm. Họ phải đi làm để mà bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Thì chúng ta ở nhà để mà họ cảm thấy cái sự hy sinh của họ nó đáng. Nghĩa là ở nhà là giúp đỡ cho họ. Thôi bây giờ nè, chia sẻ quý vị nè, cái hình ảnh mà sau khi dịch đó, ví dụ như hai đứa mình chụp một tấm hình rồi chiếu qua cái hình ảnh sau khi dịch nè. Rồi, chiếu qua nha. Rồi đây là có ba cậu bé nha, có ba đứa bé nha, mình nhìn đi không biết cái nào anh, cái nào em. Sau dịch là ai cũng mập cần voi vậy hết nha quý vị, phải nhớ tập thể thao nha, exercise nha. À, và đây là một cái clip mà Hồng Loan coi, Hồng Loan cũng thấy khoái dễ sợ luôn. Là hồi lúc trước Hồng Loan cũng hay đi gym, đi tập thể dục, thì bây giờ không có được đi nữa. Đây là cái cách mà chúng ta có thể làm một cái chỗ mà tập gym mà máy không cần tốn tiền mua cái máy đi bộ luôn. Đây, hãy xem đây, idea của cái anh này rất là hay. Đó. Bỏ xà bông đó cho cái nền nó trơn, thấy không? Rồi đi, mà chạy. đi theo từng tốc độ nữa nha, tốc độ chậm xong rồi anh bấm cái tốc độ nhanh lên, bấm cái tốc độ nhanh lên nữa. Cười điêu gì. À, thôi chúng ta không có buồn nữa, chúng ta cố gắng ở nhà để mà qua cái tuần lễ này. Thì hy vọng là nó sẽ bắt đầu để giảm xuống cho hết cái tuần lễ cho tới ngày 7 tháng 4. Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng nha. Hứa là ở nhà nha, hứa nha. Không có đi đâu hết ha. Ok, chỉ có đi mua thức ăn thôi. Và đeo khẩu trang, đeo bao tay, cách xa nhiều nha quý vị, không phải là 6 feet mà nhiều hơn, càng xa càng tốt. Hồng Loan rất cảm ơn đã chia sẻ. Hôm nay có cái chuyện buồn à, quý vị thông cảm ha. Bù lại những cái chuyện vui vô. Hôm nay là muốn cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho cái video của cái bài hát. Bài hát của bà Bảo Quốc và bé Gia Linh đã hát bài là Ở Nhà Chắc Ăn. Mọi người rất là hưởng ứng và rất là thích. Một lần nữa Lộc xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, mong quý vị hãy share nhiều hơn nữa cho mạng cộng đồng để mà tất cả chúng ta đều nghe cái bài hát đó. Thứ nhất là tìm một chút xíu niềm vui nho nhỏ, và thứ hai thì người ta thấy ở nhà thì người ta sẽ thấy nó chắc ăn hơn. Rất là vui được tâm sự với lại tất cả mọi người, và hy vọng là mọi người hãy cùng góp ý với Hồng Loan để chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau nhiều hơn nữa. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại lần sau.